Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Dân sẽ cùng các bạn làm quen nhanh với cái Laravel. Thì đây là một cái framework khá phổ biến hiện nay, đúng không? Thì cái khóa học này là hoàn toàn free nhé các bạn nhé. Thì mình có post ở trên cái blog của mình này. Các bạn có thể theo dõi mình thông qua blog này, hoặc fanpage của mình là cái Sa Basic nha, hoặc group học cùng Tân Net. Thì các bạn mình sẽ cố gắng tạo những cái khóa học cơ bản, thì mình sẽ post lên cái group này, thì các bạn tham gia học cùng mình thì sẽ join cái group này với mình nhé. Ngoài ra thì các bạn xem các cái video mình sẽ up ở trên cái kênh YouTube của mình, thì các bạn cũng nhớ đăng ký follow để ủng hộ mình. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu làm quen với Laravel, đúng không ạ? Về cái khóa học này, đúng không? Khóa học này gồm có những cái nội dung chính như này. Mình chia cái khóa học này làm 7 cái nội dung chính. Thứ nhất là giới thiệu về cái khóa học. Thứ hai là cài đặt Laravel bằng Composer. Thứ ba là chuẩn bị database. Thứ tư là routing. Và thứ năm là xây dựng layout và view. Thứ sáu là thêm stack. Và thứ bảy là xóa tag. Đấy không ạ? Chúng ta xây dựng một cái ứng dụng nó có thêm sửa xóa, đúng không ạ? Đầu tiên là phần giới thiệu. Thì ở trong cái khóa học này thì các bạn sẽ có một cái nhìn khái quát cơ bản về framework Laravel, đúng không? Bao gồm những nội dung như là database marketing này. Đấy, cái này rất là hay luôn. Nếu mà các bạn thường làm theo cái kiểu truyền thống thì khi dùng cái database marketing thì các bạn thấy cái độ ưu việt của nó cực kỳ là ưu việt luôn. Khi chúng ta làm team rất là hay, dùng cái này rất là hay, rất là tiện lợi nữa. Tiếp đến là Eloquent ORM, đúng không? Routing, Validation, View và Template, Bay, đúng không? Bay. Thì đây là một cái khởi đầu tuyệt vời nếu bạn hoàn toàn chưa biết gì về Laravel Framework hay là các cái framework PHP nói chung. Thì chúng ta bắt đầu cái khóa học này thì với những bạn là chưa biết gì, đúng không? Chưa biết, còn rất là mơ hồ, mình mới bắt đầu làm quen với các cái PHP hay là các cái framework của PHP, đúng không ạ? Thì khóa học này sẽ dành cho các bạn. Còn các bạn đã làm việc với Laravel rồi, đã thành thạo các cái framework rồi thì khóa học này thì các bạn có thể bỏ qua, không không nên lãng phí cái thời gian nữa, đúng không ạ? Rồi, thì chúng ta bắt đầu cài đặt. Thì mình sẽ tiến hành cài đặt bằng Composer, đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt thôi.